Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Xin tự giới thiệu tên chị là Jimmy, dễ thương bác là phong cách của chị. Rồi hello cho người trở lại với kênh channel của Sáng này. Lại là Sáng đây. Tự nhiên đang chào đâu họng nghe các mọi người đây. Thì hôm nay đó chính là lại là chơi One Lock. Nhưng hôm nay One Lock hơi đặc biệt, One Lock của mèo Jimmy. Trời ơi, em gái tôi, vui chưa xem? Wow, trời ơi, block của tôi đi xuống, đi xuống. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, trời, cái gì vậy xem? Của tôi, nên tôi sẽ là vua của block này. Trời ơi, tôi không tin được luôn á. Block của Sim mà Sim lỡ lòng nào đẩy tôi xuống với Phong xuống. Phong ơi, giờ làm gì Phong? Giờ làm gì đỡ tức nè, khổ ghê luôn à. Mời Sim vô đây và Sim cho tôi rớt xuống cái eo luôn à. Khổ ghê luôn à. Đó, thì hôm nay mình và Sim yêu cộng sẽ sinh tồn trên một block của Sim. Xạo. Cái đó block của tôi, tôi có đúng quyền đánh bà nha. Ok. Lock của tôi đứng trước mà lock của tôi có quyền đánh bà hả? Mệt ghê luôn à. Trời ơi, hay quá. Đánh một phát rớt hai luôn. Tôi đừng biết nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử đào cái đầu của Simmy nha. Đây. Trời ơi, mình đắc lại cầm đầu mèo Simmy rồi. Nhưng mà hôm nay Simmy hơi lạ nha. Simmy bị hỏi Phong ơi. Trời ơi, Simmy bị hỏi. Hỏi nè. Mày hỏi tôi bị chặt đầu vậy? Trời ơi, leo leo xấu à. Xấu dễ sợ chưa? Hỏi đầu nè. Xinh đẹp ở đó luôn mọi người. Tức quá à. Không sao, bây giờ cổ thôi em. Bây giờ mình giả bờ. Ủa gì vậy? Em mất quả táo. Khủng à, tôi ăn táo mà. Mệt quá à. Cái này là tôi đào mà tự nhiên Sim lấy của tôi. Mệt. Tôi lấy cho tôi cho mọi người. Ông có biết là sao mày? Cho gì vậy? Ồ, táo nè. Tôi mệt ghê luôn á. Thôi ăn miếng táo nè mọi người. Cho táo làm gì á. Lấy cái táo làm hên đó mọi người. Bây giờ cố gắng sinh tồn đoàn hoàng đi. Lúc nào chơi sinh tồn á, ba tụi mình nó gần nha. Không bao giờ gọi là gì ta đoàn hoàng cách mọi người. Buồn ghê luôn à. Cho mình phải thật nghiêm túc phải không? Để làm là nhận dân người là sinh tồn quanh lóc. Thật là gì ta bờ rồi phải không? Ai cũng sẽ yêu quý tụi mình đúng không? Đó, trời ơi, nhìn cái đầu Sim nè. Đẹp quá Sim ơi. Và tự hào luôn á. Trời, cái đầu trời ai mà tự hào trời. Ai biết đâu tự nhiên đầu của tôi thì cũng có tóc nè. Đầu của Sim. Heo, heo ta nói cho heo nghe nè. Nè, tí nữa ta sẽ cho heo ăn thật là no. Heo nhớ ị đầu Simmy nha. Khổ. Người dạ không có ai nói chuyện gì, nói chuyện với heo luôn trời. Chứ sao ổng vậy chứ sao vậy? Hết rồi. Ổng vậy chứ sao vậy? Ôi đỡ hơn Simmy không ai nói chuyện hết trơn. Ủa tôi nè, tôi sao? Mệt quá, ông này mệt quá. Riết bắt nạt em gái tôi hoài hen. Quá khổ luôn. Rồi bây giờ mình nghĩ. Ôi, có cái cây nè. Ê đẹp vậy? Ê đẹp vậy, nhìn cái đầu Sim vui. Ê cái này nó cái này mọc giữa chán em luôn Sim, mọc trên đầu. Ê Phong ơi nhìn nè, Timmy bị bệnh mọc cái trên chán kìa. Nhìn kìa, à, giữa cái chán không? Tôi có một cái mầm cây màu xanh mà sao cắm cái cây gọi là cây cổ thụ lên đầu em là sao vậy? Cái này là mọc giữa chán em nha. Cái này rõ ràng nó mọc giữa chán em nha chứ mà là mọc trên đầu nữa. Quá khổ luôn. Ủa có gì không? Ông Sim xách ra coi để tôi lại. Ủa trong này coi vết chân hả? Rồi bây giờ mình sẽ xây lên nha mọi người, xây lên một hệ thống gọi là cây rừng xanh nha mọi người. Nói gì vậy? Ai là giới thiệu SOS hả? Ủa gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy? Coi tôi nè, tôi mới đào được cái này hay lắm nè. Ủa nước hả? Có gì đâu, bình thường mà. Nước mà. Ủa, à. Nước quý lắm á bà nội. À quên này, tôi xuống đi bơi nè. Ê bơi được cái này nè mọi người đó. Bây giờ tôi thử chơi một cái màn nghịch nuôi mọi người. Woo! Yeah! Đấy chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? À. Ôi gần trời ơi trời nguy hiểm quá mọi người, chơi cái trò này nguy hiểm. Cái người mà bảo yêu thương chị á. Ôi tôi đang chơi nghịch nước mà không cho tôi gọi là nghịch tử luôn hả? Gì 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 đâu phải tôi đâu, Simmy á. Simmy cầm cái xô kìa. Simmy là người làm đó không phải tôi. Bây giờ thấy cái con người mà không có lại lấy ta sự trách nhiệm vô đấy không cho người ta rồi bảo tôi là người đổ vỏ. Trời ơi là trời. Mệt quá luôn á, buồn ghê luôn á Phong. Thôi khỏi, bây giờ tôi chặt cây gây rừng nè. Ui có cái mầm cây thấy chưa, tay mát quá mà. À, bây giờ chặt cây gây rừng nè. Để bây giờ mình làm gì mới mọi người, chứ mấy cái sinh tồn kia mình làm y chang. Bây giờ mình làm gì khác tí đi. Ủa gì đây? Ủa cái thân cây. Ủa dạ, Sim ơi nhìn là Sim coi đây Sim. Nhìn cái đầu em nó gọi là nó nâng đỡ cái cây này Sim, nhìn khổ quá Sim ơi. Nặng chịu quá. Cái đầu mình cơ bản là nó là nhẹ rồi chứ em cái cây gọi là cổ thụ nó rất là chi trời. Thôi Sim cho chị cái lắc đầu em đi, cho lắc đầu em còn dư cho cái đi. Đầu em á làm cái gì?
hả? Cho con cái trồng cây cho nó đậu dí chen cái này như sao? Thì nó có bạn có bè em đây đó, đây đó. Đó. Trời ơi, là quá trời. Quá xuất sắc mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ tụi mình sẽ lắp sang bằng là tính sao nha mọi người. Tại cái đoạn lắp này nó hơi dài làm cho mấy bạn hơi bị ngán đúng không? Ok, bây giờ mình lắp nha. Let's go. Ủa Sim ơi. What? Ủa gì vậy, em ở biển mất đúng không? Em đâu rồi? Em ở dưới nước nè. Ủa đâu? Đây đâu? đây. Ủa ơi, ghê vậy? Ủa sao chị thấy em rớt vậy? Không rồi kìa. Ủa tự tôi không biết sao. Ờ đó ra. Siêu ghê. Siêu ghê mấy bạn ơi. Mà đúng như nhau, đó là mình vừa học được cái dẫn thuật biết bay, mà mình hiểu không? Đó, không tự là những hoặc là thấy không, mày thấy không? Mấy cái game màn trước mình chơi công bằng, màn này Simi chơi ăn gian kìa. Mình đâu có ăn đâu, mình đang sử dụng gọi là sức mạnh của gọi là cái gì ta. Ôi, ôi, có đồ đấy chồng, có đồ đấy chồng, đâu rồi nước đâu. Ủa, ê, ai lấp nước, rồi xong. Trời ơi, nước đâu rồi, Phong lấp rồi. Trời ơi, nước đâu. Ôi ôi, bây giờ ông lo mà nhổ nước bọt bằng cái lượng nước không? Mà làm mất cái tôi coi. Trời ơi, dạ, mất nước rồi. Nước đâu? Cái gì? Dễ à, coi đây nè. Đâu? Nước lên trời cao. Ông trời ơi, sao bất công quá, hãy cho con mưa. Điên rồi. Ôi nước, ôi có nước, có nước. Ủa đừng xô nước rồi, em để ra cho nó rộng em. Đây nè. Trời ơi, thì còn đúng xô à, chứ còn xô thứ hai đâu. Xô thứ hai không giữ rồi. Trời ơi, ta nói mệt ghê luôn ha. Rồi bây giờ trồng cây xong rồi, trồng mình xíu nha. Bây giờ lại là khoảng khắc quan trọng mọi người. Trồng cây trên cái đầu. Ê cái này biết xin biết sao không xin. Cái này là chị cào mặt em, chứ bị cào đầu em ơi. Nhìn nè, chị lột mặt nè em ra nè. Rồi nhìn nè. Trời ơi, mất cái mặt luôn. Trời ơi, cào nát mặt, mặt luôn. Cái mặt của tôi là đây, là cục đất mà nhà. Ồ, em và Sim lạ ghê. Chị với Phong là hồi là trên đầu, trên cổ. Còn Sim là bằng cái mặt không à Sim ơi. Trời ơi, bằng mặt không bằng lòng em. Nhưng mà cái đầu ra mình không phải là bằng Sim ơi. Mình chỉ là cục đất. Oh my god. Hóa ra Sim sự thật là cục đất thôi mọi người ơi. Khổ ghê luôn. Sim chỉ là cục đất thôi. Ok, các bạn đợi mình xíu nha. Ủa, đâu ra cái tổ ong đẹp vậy? Ơi em nội, ông nuôi tổ ong mà ông không cho cây hoa lá hoè sao đó ở hả? Tôi mới đào ra được cái tổ ong nè, bây giờ tôi đang cố gắng đào ra hoa cho nó ăn nè. Đây đây, nãy tôi có đào được. Có ong không? Có ong không? Có ong không? Có ong không? Trời ơi, đẹp quá trời luôn, hoa đỏ không nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ trồng thành nơi thủy sản rồi nông sản rồi cái gì cũng sẵn sàng hết mọi người ơi, cho nó thật là đầy đủ. Ê bây giờ tôi chưa con cá như này luôn quay. Ui! Ui! Em đầu xem xịn nha, đầu xem xịn nha. Cái lúc trước á chị cũng có trồng tổ ong với đầu Phong mà nó không có ra. Không ra. Buồn ghê luôn rồi, nhìn nè. Đẹp chưa? Em Phong gì tự chặt mấy con ong thử Phong? Bởi vì đầu của Simi toàn là dầu không á, cho nên là bỗng mấy ông này tưởng mặt ong nó mới chui ra đó, đúng trời không ông? Trời ơi, thấy ghê luôn à. Người ta là phấn hoa đào hỏng bự dầu, trời ơi. Dầu, dầu. Rồi em mà hồi chưa đó được con heo vậy sao mà sống nổi? Mà heo ong nó bay, nó không bay vô tổ, bay đi đâu vậy? Ai biết đâu, ông đặt cái tổ sao thúi cái tổ luôn đúng không? Khổ ghê luôn à. Thôi thôi, bây giờ mình sẽ đợi để nó làm rộng nha mọi người. Let's go. One hour later. Sau một hồi thì tụi mình đã chăm chỉ làm việc lại, chăm chỉ đúng không? Đó, tôi lúc nào cũng chăm chỉ hết mọi người ơi. Đó, thì hôm nay mình đã tìm được một quả trứng của bé mưa. Đó, tặng cho Sim để coi Sim có bất ngờ hay không nha. Rồi bây giờ tôi sẽ giả vờ nói Sim nha. Hello Sim, Sim đừng có đạo đâu nha. Chị tới đi nói nè, nói nè. Tới đây, tới đây. Tao đang làm việc chăm chỉ mà cái gì? Này, có đồ chơi dành cho em nè. Đó, chơi đồ, không phải đồ chơi. Đây là một cái món đồ vật rất là tuyệt. À, đây là một món rất là dễ thương. Mình không thể nào mà nói mình là một cái con đó. Sim thì sẽ biết được không? Đây là một món đồ rất là hay luôn. Bây giờ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Cái gì mà nhắm mắt nữa? Đây, trời ơi. Rồi. Gì vậy? Rồi, bay một quay. Ủa gì vậy? À! Sói mà gặp cừu sói sẽ nổi điên lên. Trời ơi, con cừu của tôi chưa kịp đuôi mà nó cắn rồi. Trời ơi, trời, quánh nó xuống. Ta đẩy mày xuống. Bây giờ ta đau. Chị tặng em bé mưa hả? Này, cho xương nè, cho em xương nè. Đó, thuộc qua đây, đó. Thuộc qua được không? Em sẽ dùng ngoại là nhân phẩm của em. Mưa. Một phát luôn hả? Đâu? Xe đâu? Một chưa được nè. Hai. Trời ơi, ba. Bốn, ô cũng được, bốn cái cũng được rồi mọi người ơi, thích chưa? Em ơi, mưa, đừng mưa, đục, trời ơi, mọi người, trời ơi, con này sao nó thích cắn đồ ăn vậy, trời ơi. Malicote. Ủa gì vậy? Malicote. Ủa cái gì vậy Phong? Trời ơi, cái gì vậy Phong?
Con làm gì vậy? Dạ trời. Trời đất ơi. Ê Sim ơi. Sim mưa kìa. Bé mưa sẽ bị no. Mưa sẽ bị đánh lên rớt cái mắt này. Chị có nghe rồi đúng không? Trời ơi, bông ơi sao bé vậy? Trời đất ơi. Bánh xe hơi mưa rồi. Không sao Sam ơi, tôi vẫn còn một con ông này nó kéo tôi lên được, mày quá. Trời ơi, trời cái gì mà vuông nghịch lý Pitago vậy, gì mà con ông kéo con người mông làm mất cái mưa rồi kìa, tôi mới tặng cho Sam, sao mát cả. Mệt quá. Không sao Sam. Rồi, thật ra bé mưa không hề bị rơi xuống dưới. Mà bị gì? Cái bị vậy? Thật ra chúng ta không hề mất bé mưa, chúng ta chỉ cần biết bé mưa ở đâu, có nghĩa là chúng ta vẫn còn bé mưa mà đúng không? Bé mưa ở bên dưới ra xuống dưới kiếm đi. Sao ông xàm vậy? Ông nào ông xàm như vậy? Trời ơi, tôi đang lắng nghe từng chút này, coi ông giải thích ra bé mưa đang ở đâu, bé mưa đang ở dưới đó. Ông bà cứ xuống xem đi, bà ông này vô lý vậy sợ luôn mọi người ơi. Vô lý quá vậy sợ luôn, bây giờ mình chụp. Không sao em, có gì ở đây để chụp vô cho em ăn nha, nó cho nó mát gan mát ruột. Đó, ủa chồng sao? Ủa chồng sao? Cái gì? Ủa sao tôi cho chồng mà tôi can ăn ngoài mọi người? Tôi can biết rồi. Phong ơi, Phong ơi. Ủa, không chồng được. Không, không cần. Dạ. Ủa, gì kia không cần? Trong xe em ngoài là sao với chồng dưa hấu nè. Nè. Chứ sao? Ủa, Phong ơi. Tôi đang đi. Ủa, không đâu. Em đang đi lên, tôi đang làm chút rồi. Chồng dưa hấu nè. Ủa, không phải hả nè. Wow, VIP. Ủa, là sao các bạn, các bạn? Tại sao mọi người? Bà rô. Bài rap giỏi nhất từ trước thì em chưa từng thấy ai giỏi. Quá, chị Trân Mai rap hơi bị 2 năm nha. Chơi 2 năm nha. Chơi 2 năm nha. Đỉnh cao. Ủa không phải mọi người đừng quên chị cách này ra trùng vô cách nào nha mọi người. Chứ trùng vô cách này mà. Thế sao lại quăng xuống? Ủa? Ủa chị coi, ủa là sao tự nhiên ngồi cười tôi vậy, là sao? Quách thép bệnh đây. Trời ơi. Chị đây. Trời, đầu tiên bỏ cái dưa hấu vào Minecraft sao lại chế tạo cái này. Cô trời ơi là trời. Cô là... Có ai trùng dưa hấu mà đếm nguyên quả xuống không? Cô trời ơi. Chúa trùng ba chùm sinh tồn. Trời ơi, quên, tôi quên nha. Cái này là không phải do tôi quên mọi người, chứ không phải là đúng do vậy. Tôi hoặc là tôi núp cho mọi người. Nữ vương sáng tạo. Đây, bây giờ tôi sẽ uống làm gì vậy? Trời ơi, làm cái cột gì đây vậy? Trời ơi. Tôi đang làm bán bóng bóng á, ai mua bóng bóng không? Ông bán với ông nè. Hay ai mua bóng bóng không? Trời ơi trời. Mình mua với mình có một cái cây này bằng bán cho mình một cái lồng bóng được không? Ok, hỏi gì cái gì? Bóng bóng chứ lồng bóng là cái gì? Bóng bóng. Ở ngoài Huế người ta gọi là lòng bóng đúng không? Đúng rồi, lòng bóng, rồi là lòng bóng. Hay chưa? Rồi, bán đi. Rồi, đợi ủa? Mình tí. Ủa, lòng bóng không? Cái chạy gì đây? Nó cứ rơi mưa vậy? Gì cây vậy? Có hiệu ứng lấp lánh nè. Bọn nó đi toilet á. Gì vậy? Bóng bóng gì mà con ra toilet vậy? Đi gớm quá. Từ ơi. Thì, nói chung là mấy con này nó... lâu rồi ngày rồi nó không được đi toilet, tôi treo nó trên quầy nó vậy thôi mà xin mới mua bóng nó bông. Nhưng mà có kỳ quá không, tự nhiên thấy tự nhiên xíu thì ghen đang cầm xong thì nó cho nguyên hiệu ứng rơi vô. Ủa đâu ra cái chuông vậy? Ủa từ nó ra cái chuông đẹp vậy, từ tôi thử lắc chuông ơi, lắc chuông rung từ rung chuông vàng gì vậy? Ủa lắc không có được đủ quát em. Rung chuông vàng đen 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 có hai xem nè. Ủa? Cái bóng bóng của tôi nó biết bay mà sao con này nó biết bay đâu? Ủa gì kìa? Trời ơi, mập quá nó bay không nổi. Trời ơi, bóng bóng từ con ông mình con heo luôn. Gì mà kinh doanh dữ vậy? Trời ơi, tao nói nó khổ gì đâu. Cầm cái bóng bóng này đi theo mình đó, bóng bóng đi theo mình đó. Nhà này kỳ ghê. Trời ơi, bây giờ động vật bây giờ làm bong bóng luôn mọi người, không làm thức ăn đó mọi người, trời sáng tạo dữ không? Bây giờ mình sẽ xây một cái nhà ta. Ê Sim, bây giờ mình xây cái nhà, xây cái gì khác hả Sim? Xây cái gì cho nó mới lạ không em? Đây với cái đầu của em nè. Chứ xây cái nhà chán lắm ngay. Xem. Đi nói xây gì đây? Mình xây cầu. Ui gì vậy? Ui gì vậy? Nó đập, Phong ơi. Đi ơi. Trời ơi, rớt đi. Mày bắt cái em rớt đi, rớt. Trời ơi, trời mày rớt đi. Cái gì vậy? Ủa sao không chạy xuống bị con cá vậy? Không có biết mà chờ cái
bong bóng của ông đó ngồi mấy cái cục độc của ông không quá cái chai banh đó là bạn cá nóc bạn hàng xóm của tôi không bà đẩy xuống dưới rồi trời cá nóc người ta là bạn người chơi cho nó đúng là bạn bàn gì đâu mà tới gần cái đó chết quá trời chết đó là bạn vậy đó là thù hiểu không ông mà biết gì với bạn mà tụ gác nhau chứ là gì tôi cũng không biết bạn là không biết bạn là gì bạn là chơi tôi mới không phải nào mới gọi là bạn thôi thành hát bị thành rapper mà người thôi khổ quá là người cho bạn ăn bên bạn lúc bạn khó khăn hay là người cho bạn tiền ghê ngầu nhưng mà người ơi đó ngầu quá phong gấp ngầu quá mọi người ơi đó tôi xin vô đích like phong đó đang phong gấp ngầu quá đây bây giờ xây cái nhà hai tầng nha sim bây giờ xây nhà tầng chán rồi bây giờ mình xây nhà nâng cấp đi hai tầng đi tôi nhà hơi nhỏ nha xây nhà hai tầng đó đây rồi bây giờ để làm cái cầu thang nha đây cầu thang trời ơi quá trời xây hai tầng đó phong ơi làm gì có chứ xã hội đi phong ơi xã hội trừ ông cái bạn mong ông bóng biết vậy ghê vậy luôn hả thôi lần đầu tiên tôi mới biết luôn á bị thù ủa gì vậy ông nội ông bị bụng không nghe xạo vậy trời ơi vậy là có chuyện thở thiệt luôn hả hôm qua là cái gì ta ở trong cái gì vậy ông ơi làm gì vậy xem chị không biết nha không biết ông đang nói chuyện một mình cái gì vậy phòng ơi đâu rồi tôi đang nói chuyện với bạn bạn trời ơi trời thiệt gì đâu chuyện gì bạn kể mình nghe vậy luôn hả ghê vậy luôn hả vậy là ở trong rừng tre ở phía bắc có một bạn gà trắng yêu một bạn gà tre không gà ét rồi hai người đó yêu nhau xong bạn gà ét chết xong từ đó có món gà ét hầm thuốc bắc luôn hả cái gì vậy trời ơi trời ông này ông nói chuyện với người ông nói chuyện với vẹt với mèo với gà không vậy trời ơi hiền nè kia. Nè bạn tôi biết nói chuyện nha ơi bạn chào mấy người này tiến coi đâu chào bạn nha không nói chuyện mà bây giờ bà biết bà không biết gọi là tính toán không? Biết tính không? Mày biết tính toán không? Bé chơi tôi à, tôi có học, tôi có đi học lớp 1 á. Trời ơi, dữ thật. Rồi bây giờ thử nha, 1 cộng 1 trừ 2 bao nhiêu? 1 cộng 1 trừ 2 kìa bạn, 1 cộng 1 trừ 2 bằng bao nhiêu kìa? Đúng rồi. Nãy mình thêm 1 cộng 1 bằng 2 à. Đúng rồi. Trừ cho 2. Trời ơi, 1 cộng 1 trừ 2 bằng 2 bằng Phan ơi, bằng Phan thử quay. Bằng Phan thử 1 cộng 1 trừ 2 bao nhiêu chứ bằng Vẹt nó nói sai tại đây rồi mọi người ơi, trả lời với bằng Vẹt nha mọi người ơi. Khổ quá. Quá khổ luôn, có tiếng Vẹt đi chang không rồi đó. Đó khôn khôn như rồi. Hỏi bạn nè. Bạn kia. Ơi luôn. Đây. Ê bạn ơi. Gì? Trời ơi. Gì? Ông bớt nha, tự nhiên rồi, mình sao? Trả lời là ông người ta xử bắn là nghe không? Từ con Việt còn cộng lông, còn cộng lông Việt. Không bao giờ, tôi không bao giờ chơi với những người bạn gọi là ra không biết tính toán như thế không? 1 cộng 1 trừ 2 bằng bao nhiêu cũng không biết. Tôi thấy bạn đó gì chàng ông luôn á chứ có hát gì đâu, best friend đúng rồi, mệt quá. Rồi bây giờ ê. Trời xong, nó khóc luôn kìa, thấy chưa? Ủa vẹt đâu mà nó khóc vậy? Trời ơi, ghê quá. Đó, linh hồn của con Vẹt nó quay lại rồi, ghê quá. Thôi tôi ông tào lao, mẹ sinh tồn tôi làm tào lao cái ghê quá. Tôi bây giờ có gì không? Tôi sinh tồn chán quá, tôi đang muốn kiếm trò đó chơi. Trời ơi, ông sinh tồn tôi cũng chán hả? Là sao? Bây giờ ông sinh tồn tôi động bị vui mà luôn vui mà luôn hạnh phúc phải không? Đó. Trời sinh tồn tôi bị chán, làm sao mà tôi dám rủ ông được? Ê mà có cái giường xem trong nhà không có cái giường sao ngủ? Trời mấy con heo này xuất ra coi. Xây nhà mọi người biết sao không? Cái đặc điểm của xây nhà trong quanh lóc là động vật thấy không, nó vương tham quan kìa. Trời ơi quá trời thích luôn mọi người ơi, nó quá thích tham quan luôn mọi người ơi, quá khổ. Đây xin có lông cừu không xem, nhớ có lông cừu mà con cừu nó cắn mà ta vườn nè đó. Đây ủa đưa đây đưa chị. Ê đói quá mọi người ơi, đói quá, quay làm gì không? Đây chúng chết là một đống đồ ăn luôn nè trời. Đây chị quên chị tao. Oh my god, em ơi em ram đủ mấy con heo không, gọn gà nó vô nhà em nó tham quan. Ui trời ơi, trái cây đã nảy mầm mọi người ơi, nó đã nảy mầm thành quả. Đây tôi cho mọi người ăn nè. Đó, quá trời luôn, bây giờ tôi ăn cái cây mà tôi tự trồng mọi người ơi, ngon quá. Ê, tính ra cái chỗ của xin nó nhìn màu mỡ thật nè. Nhìn là cây quá trời luôn. Ơi, đầu của mình phải màu mỡ chứ. Ủa, ông làm gì vậy Phong? Ông làm gì vậy? Hả? Ông đang làm gì trời, điển heo nó chơi nhà dây ở đây vậy? Sammy kêu anh Sammy đói bụng mà, để tôi tí. Ông làm gì vậy? Nè. Có gì đây, món gì đây? Tôi xem quay nướng đâu làm sao? Ủa chừng này nướng chừng nào mới xong? Thì mình để cho nó hơi khi nào nó khô lại là nó chín liền. Trời ơi chừng nào nó khô tôi khô queo đi chan heo luôn Phong ơi. Trời ơi đỡ quá. Ê chạy ra xin ơi, chạy ra đâu, chạy ra.
này, heo trắng này. Ui, để tôi quay, tôi quay. Coi, coi, bà coi, cục thạch nó rơi xuống nè. Ủa gì đâu. Nghèo này mở hơi dày không? Nghèo này mở hơi dày không ơi. Trời ơi. Đốt nó coi. Đó, thấy không? Có heo ra đó. Rồi, xem mi cháy luôn. Không cho tôi ra ăn gì vậy xe không? Trời ơi, con heo cháy mà xem cháy kìa. Rồi, mình sẽ ăn thịt mèo. Giết không nhỉ? Nè, nè, nhìn nè, con heo, con heo. Nè, sao nhìn nè, con heo tôi mới làm quay nó lên và nó thành quả trứng gà nè, ngon trời chưa? Ơi, ăn xào xào, không có khổ ghê, không có gì, tôi ăn đoàn mẩn mọi người ơi, khổ quá trời luôn à. Đây, mọi người ơi, thì nguyên một ngày tụi mình sinh tồn quá quá trời đồ mọi người ơi. Đây, đây, đây là gì ta? Đây là ruộng dâu của mình. Mình đã nâng cấp từ ruộng lúa thành ruộng dâu. Đó, bên này là có cái cây, có mấy con ong đang ngồi sinh tồn. Đó, bên này, ui, em có ong rồi, ai còn ai có cái lợn cho tôi ăn mà ong đi nè. Ui, tôi muốn ăn mà ong. Nè, có cái lợn, ai có cái lợn cho xin đi. Đâu, 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 đâu. Cái lọ nè. Cái này cái lọ hả? Cái này là gì đây? Cái này là cái lọ hả? Trời ơi trời. Cái này là gì đây? Đưa tôi cái lọ coi. Đây, bây giờ nè, tôi nè, sẽ nè. Lấy. Bây giờ để tôi lấy. Đây, khoảng khắc rồi tôi lấy. Mật ong trong này tôi có thể thử lấy nha. Ui, tôi có lấy đâu. Ui, mật ong rồi. Ôi, đây, 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 tôi lấy. Ê, bây ông làm gì tôi vậy? Bây ông làm gì tôi vậy? Em biết gì ở nhà em vậy? Em cầm cái lọ không nè chị ơi. Em cầm cái lọ không nè. Trời ơi, nó chết tôi, nó chết tôi. Nó tù dai lắm, nó tù dai lắm. Ê, ê, cái đầu chị có cái mũi tê nè, xíu ơi, cái đầu chị có mũi tê nè. Nè, trời ơi, đây thì không thấy nha, mà xíu xuống đây là thấy nha. Trời ơi, trời ơi, coi cái ong nó chết nè mọi người, cái kim to dễ sợ luôn mọi người ơi. Bây giờ ăn thử mật ong nha mọi người, đây. Gì vậy? Không, nó làm gì vậy? Tôi chết thay con ong. Vô chi ăn dừa nha. Đây, mật ong thượng hạng mọi người ơi, trời ơi, nó thích gì đâu. Tôi uống thử coi có hiệu lực gì nha, uống thử. Đây. Đây. Còn như thì sẽ có được nói. Đó. Thì sao ông sẽ mập lên 10 kg? No liền, ông mập thì có tôi hơi bị ốm nha ông nội. Đó, trời ơi, chơi quá trời luôn. Thử quá trời thử luôn mọi người ơi. Trời ơi, quay ông nội bắn nè. Bắn con tay nó chấn túi, trời ơi, què chân rồi. Buồn các bạn người ơi. Nhưng mà không sao, hôm nay tụi mình sinh tồn kêu banh lóc Simmy vui quá trời luôn. Sim vui, sim với chị là vui nhất nách luôn em. Ôi, vui quá trời vui luôn. Hôm nay nha, chị sinh tồn với cái đầu Simmy bị hói chán nè. Xói chán, xà hói nè. Thôi đó, hói chán mà mọi người ơi. Đó, hôm nay sinh tồn cùng Phong cần gọi là chị ta, Phong cần chị ta tự kỷ mọi người ơi. Đó, nói chuyện. Ủa gì từ từ, ủa gì vậy? Từ 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 từ. Nhà đồ heo vậy? Ủa sao quay tiếp? Ủa gì vậy? Quay lên, quay lên. Quay lên. Trời ơi, Phong ơi. Trời ơi, là trời. Cái gì mà nhiều heo vậy? Thôi mà kỳ là video kết thúc tại đây mọi người ơi. Chứ Phong cần bị không không mọi người. Quay lên, quay lên. Mọi người ơi, chứ sao chị bơi. Kiểu này cái đầu em là toàn. À, cái mặt em là toàn như tôi phân heo em ơi. Quay lên, quay lên. Trời ơi, cái gì vậy? Ai ơi, cách sao mà em sẽ dùng thứ này. Ôi gì vậy? Hãy nhìn sức mạnh của Simmy đây. Wow. Quả bờ rồi Simmy vừa học thuật bay và học thuật là gì ta, kêu tất cả cái con heo trong vòng một nốt nhạc các bạn. Đừng quên like vì cái sự người ra sự bờ rồi này cho mọi người. Ok mọi người ơi, thì nếu các bạn thích video này coi cho sao một like, share cũng đừng quên subscribe và tất cả thành viên hay từ nha. Và nếu các bạn thương sao mọi người đừng quên nha, like nhẹ, subscribe nhẹ và quay quảng cáo nhẹ nha mọi người ơi. Ok, tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn gặp lại. Bye bye. Bye 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 bye.